Yo. Trong mùa trước, tôi cùng các bạn đã theo chân Thomas Shelby tham gia vào một thế giới chính trị đầy âm mưu và hiểm ác, nơi lòng tin là một món hàng xa xỉ, gặp Oswald Mosley aka Hitler của Anh Quốc, kẻ thù chính của Tommy, và đồng thời cũng là kẻ thù khó nhằn nhất của anh từ trước tới giờ. Dưới vỏ bọc một chính trị gia hào nhoáng sắc đẹp, Mosley đã âm thầm lôi kéo Tommy theo chủ nghĩa phát xít, một hệ tư tưởng chính trị đang top trending lúc bấy giờ. Thế nhưng mà Tommy thừa hiểu là dây vào phát xít thì đúng là chơi với lửa. Dòng máu do thái ngầm trong anh đã âm thầm lên kế hoạch trà trộn làm thân với Mosley, mục đích là lấy được lòng tin để vào thời khắc mà hắn không để ý thì Tommy sẽ làm món lòng xào dưa cũng như là chấm dứt sự bành trướng của Mosley một lần và mãi mãi. Nhưng mà Finn mà, người tính thì không bằng bên kịch tính. Finn, thằng em út trong nhà đã chứng tỏ bản thân là cái thằng vô dụng nhất series, bóp cho thằng anh mình bẹp cả giấy. Thanh niên đã spoil hết đường đi nước bước của anh trai cho kẻ địch, khiến cuộc ám sát thất bại đau đớn. Ba trong số các anh em của Tommy thậm chí đã bỏ mạng. Tuyệt vọng và bế tắc, Tommy lao thẳng ra đồng, tay lăm lăm khẩu súng. Và rồi mùa năm kết thúc trong sự hoang mang tột độ của khán giả. Ý tôi là cách đây khoảng 1-2 năm, chứ còn bây giờ ai biết là Tommy không chết rồi. Vậy thì chuyện gì đã diễn ra? Không để các bạn phải chờ lâu, hãy đến với tập 1 Black Day, hay tiếng Việt gọi là Mọi Ngày. Ngay cảnh đầu tiên, bộ phim đưa người xem về đúng khoảnh khắc cuối mùa năm. Tommy tự dí súng vào đầu và rồi BOOM. Không, thực ra là chẳng có tiếng súng nào cả, vì trước đó khẩu súng đã được Lizzie tháo sạch đạn. Cơ bản thì cô đã ở với Tommy đủ lâu để biết rằng người đàn ông cô yêu đôi khi lại có những phút giây yếu đuối không ngờ. Với một cú sốc nặng như vừa rồi thì kiểu gì anh cũng muốn đi đầu xuống đất. Năm người mùi đất một lúc sau pha chết hụt thì Tommy hoàn hồn đứng dậy và nhận ra lời tiên đoán của dì Polly thật đúng, chẳng có viên đạn nào giết được anh cả. Lầm lũi trở về phòng, Tommy bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là Laura, một trong những lãnh đạo nòng cốt của IRA. Tổ chức này thì đã xuất hiện từ mùa 1, anh em nào không nhớ thì không sao, cũng không quan trọng lắm. Anyway, chị này gọi cho Tommy để thông báo rằng chính IRA là tổ chức đứng sau ngăn chặn cuộc ám sát của Peaky Blinder nhắm vào Mosley. Tuy không nói rõ lý do nhưng mà đại loại là chú em bắt đầu đi quá giới hạn rồi đấy. Kèm theo đó là ba cái body bag được gửi ngay tới trước nhà của Tommy. Trong đó có Barney tù nhân múa quạt, Peter Baelish và cuối cùng bất ngờ nhất là dì Polly. Thực ra là việc dì Polly chết không hề nằm trong kế hoạch của bộ phim. Thế nhưng mà diễn viên thủ vai nhân vật này ở ngoài đời là bà Helen McCrovey đã qua đời vì ung thư ngay trước khi mùa 6 phát sóng. Thế nên là bộ phim đã phải thích nghi và bổ sung bà vào danh sách những nạn nhân bị ám sát bởi IRA. Tại đám tang của dì Polly, tất cả con cháu trong nhà đều có mặt và tất nhiên là có cả cặp đôi bị trục xuất Michael Gina. Lặng nhìn ngọn lửa đang phập phùng cháy đốt hết những gì còn sót lại của mẹ, trong lòng Michael dâng trào một ngọn lửa chùa, ngọn lửa thù hận và căm phẫn, mong mỏi một ngày nào đó có thể hạ bệ Tommy trả thù cho mẹ. Nếu các bạn hỏi tại sao không phải trả thù ngay bây giờ thì mặc dù Tommy vừa chịu tổn thất nặng nề nhưng Michael vẫn tuột lùi, nói thế cho nó vuông. Đám tang kết thúc và bộ phim nhanh chóng tua nhanh tới 4 năm sau, một khung cảnh mờ ảo hiện ra. Đây là đảo Miquelon, một vùng đất thuộc quyền cai trị của Pháp, đồng thời cũng là nơi Tommy chọn để chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt quan trọng với tên nghịch tử Anh Quốc. Sau 4 năm bặt vô âm tín, Michael này đã lớn, nuôi ria mép xong rồi la cà giao lưu với gangster Mỹ Đình. Anyway, hai bên có buổi gặp mặt ngày hôm nay là vì Tommy muốn thiết kế một giao kèo hợp tác trị giá rất nhiều đạt villa. Cụ thể là tình hình buôn lậu nơi cạo lên men dạo gần đây đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi Mỹ hợp pháp hóa việc buôn bán đồ uống có cồn. Sau quyết định này, rất nhiều ông lớn tư bản đã nhảy vào và sâu xé miếng bánh béo bở này. Và trong cái mớ hỗn độn này, Tommy đã nhìn ra một lối đi riêng, đó là buôn lậu hàng trắng. Cơ mà muốn thâm nhập vào thị trường Mỹ rộng lớn thì buộc phải có mối quan hệ với một người có sức ảnh hưởng kha khá ở xứ sở cờ hoa. Vừa hay, chú của Gina, aka vợ Michael, là một chính trị gia có tiếng ở Mỹ, tên là Jack 5 triệu. Nhầm, Jack Nelson. Jack từng có một quá khứ không trong sạch, nhưng mà sau nhiều năm nỗ lực tẩy trắng, thanh niên đã từng bước leo lên top những người có tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Và quan trọng hơn hết là hắn có mối quan hệ mật thiết với tổng thống đương nhiệm. Mà các ông có thấy là quả ý tưởng này quen không? Hình như là cuối mùa năm Michael cũng bảo y hệt. Anyway, dù có là ý tưởng của ai thì có vẻ lần này Michael cũng hơi muốn hợp tác với ông anh họ. Thứ nhất là Michael thừa hiểu hàng trắng của Tommy thuộc cái dạng ngon nhất thế giới. Nếu mà vào được thị trường Mỹ thì cả ngày chỉ có ngồi mà chấm mút đếm tiền. Bên cạnh đó thì Michael cũng muốn nhân lấy cơ hội này giải quyết cái ân oán trả thù cho người mẹ đáng thương. Cứ mà chuyện thù hằn thì để sau đã. Tommy đàm phán xong xuôi rồi rất nhanh đứng dậy và đi về. Tất nhiên là không quên để lại cho Michael một cái vali đựng 5 cân hàng trắng, coi như là chút quá quê. Thế nhưng mà ai ngờ được, trừ những người đã xem, đây là cái bẫy mà Tommy gài sẵn ông em họ. Alo cảnh sát ạ, có thằng tàng trữ 5 cân thuốc phiện ở quán bia Hải Xôm nhá. Michael lập tức bị bớ. Không kịp ú ớ cái gì, Gina biết tin thì tức tốc vào tù để thăm chồng. Bé yêu cứ bình tĩnh, mọi thứ vẫn đang nằm trong tay anh. Tay nào? Tay Nick Vujic à? Mặc cho những lời giải thích của Michael, Gina vẫn một mực to tiếng và phản đối, không cho phép chồng làm ăn với Thomas Shelby. Vì trong người Thomas Shelby, sỏi không nằm trên thận mà nằm trong đầu. Tốt nhất bây giờ là ngồi im làm ăn lương thiện trên đất Mỹ. Bỏ hết ngoài tai những lời khuyên răn của vợ, Michael bảo Gina là câm. Tao đã câm đấy!
Gina quá bực, về nhà lên nhạc với hy vọng là âm nhạc sẽ thổi bay nóc trại giam, đưa người chồng đoàn mệnh của mình ra khỏi tù. Đúng lúc này thì Tommy tìm tới gây sức ép, buộc Gambit hậu phải năn nỉ ông chú Jack Nelson hợp tác với công ty Shelby. Nếu không thì Tommy sẽ vạch trần nhiều sự thật tồi tệ, trong đó có cả việc thằng cháu rể Michael của ông buôn ma túy vừa bị bắt vào tù. Tất nhiên là đối với một chính trị gia thì việc giữ thanh danh thể diện là vô cùng quan trọng. Đứng trước lời đề nghị này thì Jack Nelson đã xuống nước và nhận hợp tác. Tuy nhiên là trước khi đặt bút giao kèo thì lão muốn tới Anh để gặp Tommy bàn chuyện đã. Cơ mà tự nhiên một ông quan chức cấp cao của Mỹ mò sang người xứ ăn khoai tây chiên với cá rán làm cái gì? Thực ra đây là một cuộc khảo sát tình hình phát triển của chủ nghĩa phát xít. Nói một cách ngắn gọn thì Jack Nelson cũng ủng hộ phát xít và chuyến đi này chủ yếu là để tìm đồng minh. Về chuyện này thì lát tôi sẽ phân tích kỹ hơn. Đi cùng Jack tới Birmingham còn có KICM và đặc biệt là Gina. Chồng đi tù là vợ hay ngoại tình lắm này. Cùng lúc đó tại Small Heath, gia đình Shelby đang trải qua những năm tháng khá là tồi tệ. Dì Polly, trụ cột tinh thần thì không còn nữa, trụ cột kinh tế thì suốt ngày đi công tác xa. Chị em phụ nữ trong nhà phải gồng mình lên để gánh vác nguyên một cái nhà trẻ. Mấy đứa bé tí thì nghịch ngợm đã đành, nay đến cả ông Arthur cũng suốt ngày chè chén, làm Ada suốt ngày phải chạy theo quản thúc. Chưa dừng lại đó, con gái của Tommy, aka Mi Sói, trong lúc bố vắng nhà thì đột nhiên mắc phải một căn bệnh quái lạ, khiến cô bé không chỉ ốm sốt mà còn hay mơ sảng, vô thức nói ra những lời vô nghĩa. Cái gì mà Putang Inamo Bobo? Cái gì cơ? Nói lại nào. Putang Inamo Bobo. Nghe xong câu này, Tommy quay ngoắt sang sợ hãi và hoang mang, vì câu này trong quan niệm của người Zigan là một điềm báo quỷ dữ hay là quỷ đá gì đấy. Đại loại là nguy hiểm tới mức Tommy phải ngay lập tức về nhà. Có bố thì Mi Sói cũng chỉ ổn định được vài hôm, rồi vài ngày sau lại liên tục ho ra máu và gặp ảo giác. Một lần nọ, Mi còn thậm chí thấy một con quỷ xám bí ẩn, nói là sẽ tới lấy mạng của Tommy. Mặc cho bác sĩ nói chỉ là bệnh lao thôi, nhưng mà Tommy nhất quyết không tin. Anh lập tức nhấc máy gọi điện cho một nhân vật mà không ai ngờ tới, Esme, vợ của John, người từng xuất hiện trong mùa 1 và mùa 2 của Peaky Blinders. Tại sao Tommy phải nhờ đến sự trợ giúp của bà chị này? Well, nói đơn giản dễ hiểu thì chị này cũng kiểu gì Polly, cực kỳ hiểu biết về những chuyện tâm linh và bùa ngải. Cô cho rằng căn bệnh Mi Sói đang mắc phải là hậu quả của chiếc dây chuyền Sapphire năm xưa mà Grace đeo. Cụ thể nếu anh em còn nhớ thì trong mùa 3, Tommy đã không phá hủy chiếc vòng cổ bị ám mà thay vào đó là giveaway cho một phụ nữ di gan khác. Bà này đem đeo cho con gái và thế là con gái bà chết. Từ đó bà này nguyên rủa con gái Tommy cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả và bùm, Mi Sói ra đi mãi mãi vào một ngày mưa dông bão tố. Trước cả khi Tommy kịp tìm cách chữa trị, Lizzie thì suy sụp, còn Tommy tự hứa với bản thân sẽ trở thành một con người tốt hơn. Hứa hay đấy. Đúng như tôi dự đoán, Tommy bắt đầu hành trình lương thiện của mình bằng cách lùng sục nơi ở của người phụ nữ kia và tiễn cả họ nhà bà này về tổ tiên luôn. Hành động mang tính chút giận này của Tommy thì cũng ngầu đấy, nhưng mà nó cũng chả có ý nghĩa gì nữa rồi. Thế nhưng mà bất ngờ luôn, theo định luật bảo toàn giống nòi, Tommy phát hiện ra mình còn có một đứa con rơi rớt tên là Naruto, hậu quả của một đêm say dưới gốc cây 15 năm về trước. Tommy nghe xong bỗng thấy mình thật là rách quá đi mà. Tạm gác lại chuyện gia đình con cái thì đây là Jack Nelson, chú của Gina, người vừa đặt chân tới nước Anh không lâu trước đó. Thanh niên này và Tom hẹn gặp nhau tại một nhà thờ lớn để thỏa thuận về giao kèo. Cụ thể, Tommy sẽ sắp xếp cho Jack một cuộc gặp kín với Oswald Mosley, tạo điều kiện cho hai bên kết giao đồng minh phát xít. Tiếp đó, Tommy cũng sẽ sẵn sàng bán thông tin mật của Thủ tướng Winston Churchill cho Jack, vì ông Thủ tướng này là một người anti-phát xít chính hiệu. Nếu mà Jack biết được từng đường đi nước bước của kẻ thù thì hack map quá còn gì nữa. Với tất cả những ưu đãi trên thì Tommy chỉ có một lời thỉnh cầu duy nhất là được đặt chân vào thị trường Mỹ, đôi bên cũng có lợi. Còn nếu Jack không cho phép thì Tommy dọa sẽ bán chúng cho đám người Do Thái tại Mỹ, kẻ thù chính của Jack Nelson. Nếu mà bạn hỏi tại sao, thì chuyện này có liên quan tới Alfie Solomon và gia tộc của anh ta. Gia tộc Solomon cũng từng là một thế lực máu mặt tại Boston, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người lãnh đạo gia tộc, aka chú của Alfie, đã bị chính tên Jack Nelson này đoạt mạng, khiến vị thế của nhà Solomon bị thất sủng. Chính vì lý do đó, Jack rất sợ rằng nếu Tommy bán thuốc phiện cho nhà Solomon, thì kiểu gì đám Do Thái này cũng sẽ lớn mạnh trở lại và đem quân đi trả thù. Để phòng trừ hậu họa, Jack Nelson đành chấp nhận giao kèo. Trong lúc ông em Tommy đang đầu bù tóc rối lo lắng mọi việc thì Arthur ngày một nát hơn. Anh không còn là con chó điên ngày xưa nữa, giờ trông giống chi hu hu nghiện. Tommy thấy vậy không thể nào khỏi xót thương. Đêm hôm đó hai anh em có một cuộc trò chuyện cực sâu bên trong hầm rượu. Tôi đánh giá cảnh này ấn tượng và cảm động nhất series. Nếu mà xem được thì các bạn nên xem full. Đại loại là sau cuộc trò chuyện, Tommy đã giúp anh trai vực dậy tinh thần rất nhiều. Anh là cánh tay phải của em, còn em sẽ là người thay đổi thế giới. Ngay sau đó thì có một cuộc họp kín đã diễn ra trong dinh thự nhà Shelby với sự góp mặt của Laura McKee, lãnh đạo của phiến quân IRA, Jack Nelson và vợ chồng nhà Mosley Diana. Đoạn này thì để tôi giải thích một chút. Mặc dù Laura McKee là người đã phá hỏng cuộc ám sát của Tommy và giết chết ba người nhà Shelby trong mùa trước, thế nhưng mà vì đại cục, Tommy đành phải đình chiến với Laura vì IRA là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch lật đổ phát xít sắp tới. Bên cạnh đó thì mùa này có thêm sự xuất hiện của tiểu thư Diana Mitford, vợ chưa cưới của Mosley. Ba này thì là một nhân vật quan trọng và sẽ có nhiều vai trò quan trọng trong những tập sau.
Ok, tất cả các bên đã có mặt đầy đủ và cuộc họp chính thức bắt đầu. Về cơ bản thì đây có thể coi là một cuộc gặp thượng đỉnh G3 giữa đại diện phát xít của ba nước là Ireland, Mỹ và Anh để cùng nhau thảo luận và chuẩn bị cho một thời đại mới, nơi chủ nghĩa phát xít làm bá chủ. Đồng thời trong cuộc họp, Jack Nelson cũng muốn chắc chắn hơn về độ legit của Tommy, xem là thanh niên này có thực sự ủng hộ phát xít hay là lại fan tháng 8. Với bản lĩnh chiến trường được tôi luyện qua nhiều năm, Tommy tuyệt nhiên không để lộ bất cứ một sự nào núng nào, nhưng bên trong đang nào núng vốn cả lại. Thế nhưng mà thế trận bất ngờ đảo chiều khi mà Tommy tình cờ phát hiện ra Gina đang tòm tè với Mosley, nghiễm nhiên biến Michael thành cá bảnh Anh Quốc. Anyway, Tommy không hề bỏ phí cơ hội biến Gambit hậu thành con tốt của mình. Cụ thể, Tommy muốn cô báo cáo tất cả những gì Jack Nelson làm, kể cả những cuộc họp bí mật mà hắn tham gia. Vốn rất sợ cái chuyện ngoại tình bị phanh phui, Gina biết mình không thể chối từ. Tưởng như mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch thì đột nhiên Tommy đón nhận một tin cực sốc rằng anh không còn sống được bao lâu nữa. Một khối u đang từ từ phát triển trong bộ não của anh. Đạn không giết được Thomas Shelby, nhưng mà một khối u trong não thì đang từ từ giết chết anh. Chẳng bao lâu nữa Tommy sẽ chớ trêu chua, bao nhiêu sóng gió các thứ không bị làm sao, bây giờ sắp phải đầu hàng một khối u ác tính. Tommy sốc lắm, nhưng anh lại quyết định không nói cho bất kỳ ai, kể cả vợ mình. Sau ngày hôm đó, Tommy gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho sự ra đi của mình. Đầu tiên là đón thằng Naruto về, ra mắt anh chị em trong nhà. Ai cũng vui vẻ chào đón, mỗi lít gì là không vui lắm. Cơ mà không sao, Tommy vẫn luôn coi con cái là lộc trời ban, đã đẻ ra thì phải lo lắng chăm sóc. Thế là Tommy cho thằng bé vào làm ở nhà cái Shelby 88. Cơ mà khổ nỗi là Naruto từ bé đã không ưa những trò cá cược dàn xếp tỷ số này lắm. Cu cậu thích sống low key, làm việc một cách âm thầm, ví dụ như là làm ninja chẳng hạn. Ok, muốn làm ninja đúng không? Thế thì có việc cho mày đây. Chuyện là Tommy cuối cùng cũng phải để mắt tới Mohamed Villa và ngờ ngợ đoán ra là thanh niên này đã phá hỏng kế hoạch của mình trong mùa trước, nên anh đã âm thầm gài bẫy, hẹn hắn ta cùng Finn đến dinh thự của mình, nơi Naruto đang đợi sẵn. Và cụ cậu cũng sẽ là người trực tiếp thực hiện bài test lần này. Bước 1, oánh cho Mohamed như tử rồi trói vào ghế. Bước 2, đưa súng cho Finn để thử thách lòng trung thành của thanh niên này. Cơ mà Finn bảo là mày thì biết cái đếch gì về gia đình tao. Rồi ngay lập tức chĩa súng bắn thẳng vào Naruto. Thế nhưng bất ngờ chưa, khẩu súng đã bị tháo hai viên đạn đầu tiên. Naruto giành lại khẩu súng rồi bùm, viên đạn thứ ba cầm thẳng vào não của thằng danh con gián điệp. Finn thì giờ đã gây ra quá nhiều sai lầm chí tử nên ngay lập tức bị kích khỏi nhà. By order of the peaky f***ing blinders. Nói chung là đáng đời. Anyway, trong một diễn biến khác thì Tommy vẫn như thường lệ, mỗi mùa thịt thêm một em. Và lần này không ai khác là tiểu thư Diana Mitford, vợ trước với của Mosley. Cơ mà vụ này là do Diana chủ động, vì ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã muốn ăn tươi nốt sống Tommy rồi. Đã giọng trầm lại còn thơm tho, vô khỉ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mà Lizzie không phát hiện ra chuyện này. Khoảng thời gian vừa qua cô đã phải chịu đựng quá nhiều cú sốc. Vụ việc này như một giọt nước tràn ly, khiến cô quyết định sẽ chuyển tới một vùng đất khác để tránh xa những bất hạnh đang bủa vây chính mình. Đồng thời cô cũng đem thằng Tommy téo đi vì nó không thể lớn lên ở một nơi như này được. Nếu hỏi Tommy có buồn không thì không sẽ là một lời nói dối. Tuy nhiên vì cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa nên anh đành chấp nhận để vợ con mình ra đi, sống một cuộc đời yên bình hơn. Ngỡ tưởng bí mật của Tommy sẽ được chôn giấu mãi, thế nhưng một ngày nọ anh đã vô tình để Arthur phát hiện ra. Chú giấu kỹ quá, anh không biết gì cả, cả nhà cũng không biết gì luôn. Cứ thế hai anh em ôm chầm lấy nhau, Arthur thì giàn giụa trong nước mắt của sự bất lực, mang tiếng là anh cả trong nhà, nhưng mà Arthur lại không thể ngăn cản được thần chết cứ liên tục ghé thăm những thành viên trong gia đình. Anyway, tạm gác lại chuyện bình thường, vì Tommy còn rất nhiều việc phải xử lý nốt. Trước tiên anh lệnh cho Arthur cùng một vài anh em khác xử lý Laura Mickey và đám IRA phiền toái, mục đích là để trả thù cho dì Polly. Đoạn này tự nhiên phim tối om, chả khác gì Game of Thrones mùa 8 nên thôi bỏ qua. Còn phần mình thì Tommy phải bay một chuyến gấp qua đảo Miquelon để thu tiền từ chuyến hàng buôn lậu. Chuyến nào thì tôi không rõ nhưng mà đại loại là sang thu tiền. Cùng lúc này Michael cũng đã ra tù và được ông chú Jack Nelson báo tin cho về lịch trình di chuyển của Tommy. Michael hiểu ngay ý, liền tới đảo Miquelon để dàn xếp một vụ ám sát nhằm thẳng vào ông anh họ. Nhưng mà Michael ơi, ngoài mấy đứa con ra thì anh Tommy của mày đẻ ra mấy cái trò này chứ còn gì nữa. Anh đã chủ động nhờ Johnny Dog đến đảo từ sớm và tráo đổi quả bom sang xe của Michael và đồng bọn. Hậu quả thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Ám sát thất bại, Michael nhận ngay phần thưởng là một viên cộng đồng vào hốc mắt, cho chừa cái tội không biết nhìn xa trông rộng. Giải quyết xong xuôi mọi thứ, Tommy cũng chẳng còn quan tâm gì đến mấy chuyện chính trị nữa. Mà kệ Mosley thích làm gì làm, phát xịt phát đít gì được. Thay vào đó, anh quyết định họp gia đình lần cuối để thông báo về một chuyến đi xa. Mọi người yên tâm, tôi đi về nhanh ấy mà. Thực ra là Tommy nói nhanh thôi cũng là để gia đình yên tâm, chứ còn khi vào hòm để kiểu gì nước mắt anh cũng rơi. Ada thấy cuộc chia tay này hơi kỳ lạ thì gặng hỏi Tommy về bí mật anh đang giấu kín, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có câu trả lời nào. Nhiều ngày sau đó, Tommy một mình rong ruổi khắp nơi như cách mà dân du mục tổ tiên của anh vẫn hay làm. Ngày qua ngày nằm dài chờ đợi cái chết đến và đưa anh đi. Nhưng mà chờ mãi thần chết vẫn chưa đến. Thế là Tommy lại vác súng ra tự kết liễu bản thân cho nhanh. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Còn 5 phút.
Đúng rồi, thực ra đấy là giọng mi sói. Người con gái đoản mệnh của Tommy bóc một cách gì gan nào đấy đã hiện hồn về và bảo là bố ơi, bố ra đọc báo đây. Tommy đang chả hiểu gì nhưng thôi vẫn lôi tờ báo đang cháy dở ra đọc. Thế rồi là ối rồi ôi, tên bác sĩ riêng của anh thực chất lại chính là tay sai của Mosley, được cử đến để khiến Tommy tự giết chính bản thân mình. Tommy cười một cách chua chát, nhưng mà cũng sướng, ừ như vậy, không chết nữa nhé. Sau một lên ngựa trở về, người đầu tiên anh gặp là ông lang băm kia. Tuy nhiên Tommy không hề xuống tay mà chỉ dọa nhẹ một tí thử uy thôi. Trong đầu anh có vẻ vẫn chờ đựng một kế hoạch khác lớn hơn. Kế hoạch đó là gì thì tôi cũng chưa biết, vì mùa 6 chính thức kết thúc tại đây. Theo như tôi tìm hiểu thì tất cả những tình tiết sẽ được để ngỏ trong phần cuối này và được túm gọn giải quyết trong phiên bản điện ảnh sắp tới của Peaky Blinders, dự kiến ra rạp vào năm 2024 gì đó. Nếu mà sớm hơn thì càng tốt, phim hay VL. Và đó là toàn bộ 6 mùa của Peaky Blinders. Hy vọng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi xem recap của The Reviewer. Nếu mà anh em nào chưa hiểu phim lắm thì sắp tới bọn tôi sẽ tổng hợp hết 6 mùa thành một video để cho mọi người xem cho dễ. Nếu thấy hay thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để hồi sinh cho The Reviewer. Và đừng quên đăng ký các kênh trong hệ thống của The Reviewer như Người Chơi Điện Tử, Người Chơi Đồ, Người Tối Cổ, Vui Vẻ, Nhi Đồng Thối Tai, Nhi Đồng Mất Não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.